Em biết khó chọn quá. Game đi. Hai màu vàng được. Bây giờ tôi biết chọn. Em hồi nào để dùng vậy hay mặt không được lắm mà nhau. Được nha, chắc được. Em đi ha, mà thích màu vàng. Thích màu vàng lấy màu vàng, hỏi hỏi nào? Nhiều nữa. Nhưng mà kiếm nó sẽ sang. Kiếm sang lấy màu vàng đi. Trời bữa nay đây, hồi nãy mưa không bay. Thấy giờ nó cũng hơi mù mù quá. Rất là ta cho nghỉ ngày, tôi nghỉ hai ngày, xong mấy bữa sau tôi kêu xin nghỉ luôn. Trời ơi, chết. Tôi suy nghĩ sao luôn. Tự nhiên chán ngang không vậy á. Thôi ở đây chiều chiều có hai kẹt xe kia luôn á. Bà là bà mê màu vàng, nhưng mà mình đang phân vân. Nhưng mà chị thấy tại mấy màu kem nó cũng... Bà mua màu kem đi bà Trúc à? Ừ. Mệt quá. Nhiều cái à? 360. Dữ mày. Mình thấy vậy là cũng được đó chị. Hiểu hả sao à? Mấy cái đầm này là bình thường 400. Hiểu hả? Nhớ là nhóc chi vậy cái dạng chữ à, chữ tự đi mua. Ủa sao mà không rủ nó đi cà phê hả bay? Nó dễ đi. À, tí nó là đi. À, không có chỗ đậu xe. Nó là hết đóng cửa rồi. À, nhà đậu xe tắt lại có được mình dừng về. Sao biết là nhiều? Ờ, nói chắc ngày nào không đi. Tưởng hôm nay ở nhà với em chứ. Mà chứ hồi máy bay đi là nó có nhà hay đi chơi à?